Ba ơi, ba, sao ba bỏ con đi sớm vậy ba? Ba ơi, ba không đợi con về hả ba? Ba ơi, sao ba chết mà ba không cho con hay hả ba? Con trách má cam chịu. Vì má không muốn con gian dở chuyện học hành. Hơn nữa, má nghĩ là con có gì à? Cũng không kịp thấy mặt ba con đâu.